Mình xin chào tất cả các anh em. Thì bên mình là cơ sở chuyên sản xuất và cung cấp tất cả các loại ống dùng để mà kéo và rút chỉ, giúp tiết kiệm thời gian thi công việc đắp phao chỉ và thay thế cách làm truyền thống nha. Với việc làm cái những cái ống này thì nó tiết kiệm thời gian rất là nhiều. Thì thường mọi người đập một cái chỉ, cho ra một cái chỉ như thế này thì mất rất là nhiều thời gian. Nhưng với cái ống này mọi người tiết kiệm khoảng tầm hơn 50% thời gian nhé. Thì ở đây là tổng nguyên một bộ ống nha mọi người. Thì đầu tiên mình giới thiệu cho mọi người là bộ ống này gồm 9 cái vuông, là nhỏ nhất là 2 phân mà lớn nhất là 10 phân. Đây là cả 2 phân mọi người này. 3 4 5 6 7 8 9 9 cái nha. Và ở đây mình có hai mẫu chữ V này mọi người. Đây, đây là hai mẫu chữ V. Đây là V nhỏ nha. V nhỏ hay còn gọi là tam giác nhỏ. Tam giác nhỏ này nó có bảng rộng là 3 cm nha. Còn đây là cái V lớn. V lớn này thì nó có bảng rộng là 5 cm nha mọi người. Đầu tiên mình sẽ nói sơ qua cái V này và công dụng đập ở những chỗ nào nha. Thì cái này mọi người hãy rút thay thế cái ống chỉ nước mọi người. Thì nhiều nơi cũng gọi là ống đục chỉ đục nước mọi người nè. Thường thì ống tròn, nhưng bây giờ mình sản xuất cái ống V tam giác này cho nó có độ thẩm mỹ hơn là thứ nhất, mà chống nước tốt hơn là thứ hai nhá. Cái này khi mà nước nó xuống cái đỉnh này á, thì nó sẽ rơi xuống đất. Thay vì cái ống tròn thì nó sẽ leo vào trong được nhá. Nhưng cái này là vừa thẩm mỹ mà vừa chống được tuyệt đối luôn mọi người này. Và công dụng thứ hai của nó là dùng giả chỉ giăng đen. Mọi người chỉ cần đo ở tầng ở tường ra 30 phân và rút một hình giữa tầng thì nó thành một cái giăng đen bằng cái ống này. Rất là tuyệt vời luôn. Và công dụng thứ ba của nó là dùng để mà rút chỉ đầu trụ và cổ trụ. Mọi người có thể từng dùng cái này với cái ống vuông này. Đây, rút như thế này để ra cái hình cổ trụ hoặc đầu trụ nha. Hoặc là cho vào giữa này cũng được mọi người. Đó, mình đã nói xong cái công dụng của cái ống V này nhé. Còn với những cái ống này thì mọi người có thể kết hợp với nhau để cho ra những mẫu chỉ mọi người thích. Ví dụ như cái chỉ số 5 này có thể kết hợp với số 7 hoặc số 8 nhé. Đây, số 7 đây, số 7 đây này. Đây là ra chỉ đẹp, chỉ kẹp nha mọi người. Đây là số 8 này. Đây. Thì việc như thế này mọi người có thể rút phao trần. Nói chung là tất cả các loại từ đầu trụ, phao trần, phao góc, sano, chỉ cửa, tất tần tật đều làm trên những cái ống này nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ cho mọi người xem góc cạnh của bộ này. Bộ ống này nó có sắc nét không nhé. Thì mình xin nói với mọi người là những sản phẩm mà bộ này làm đã cực kỳ sắc nét luôn mọi người. Đây mình lấy thử cho mọi người xem. Ở đây là cái ống số 2 này. Đây, cái 2 này, số 3 này, khi sắc nét nha, số 4 này. Số 5 này. Ở đây là số 6 này. Nói chung là nó giống nhau hết mọi người. Đều sắc nét giống nhau. Đây là mặt trong này. Và
Đối với cái này thì mọi người mới vào nghề cũng làm vài lần cũng có thể làm được nhé. Thì độ dài của nó sẽ là 60 phân nhé. Đây mình đo thử. Nó rơi khoảng tầm từ 58 phân đến 60 phân. Vì đôi khi có cái nó dài hơn một tí và ngắn hơn một tí. Ví dụ cái này thì nó sẽ 58 phân này. Nhưng cũng có một số cái thì nói chung rơi từ vào 58, 59, 60 nhé. Và độ sâu của nó thì nó sẽ là từ 1 phân đến 3 phân nha. Ở đây là 1 phân rưỡi. Thì mọi người mua thì mọi người yêu cầu cắt 1 phân mình cắt 1 phân. Phân 2 thì cắt phân 2. Phân rưỡi, 2 phân, 2 phân rưỡi, 3 phân tùy mọi người. Mọi người thích độ dày bao nhiêu đấy thì bên mình sẽ cắt cho mọi người bấy nhiêu nha. Và bên mình chuyên, bên mình sẽ cung cấp cho những ai cần bán xỉ luôn nha. Những ai lấy bán lại mình cũng sẽ phân phối luôn. Và hiện tại bên mình sẽ cung cấp cái ống này với giá rẻ nhất trên thị trường nha. Rẻ nhất và sắc nét nhất nha. Những cái ống bên mình làm ra sẽ là có độ sắc nét nhất và giá thành lại là hợp lý nhất. Hiện nay mọi người đến tất cả các cửa hàng tại nơi mình đang ở là có địa chỉ tại Phú Vang, Huế. Mọi người mua thử nếu có giá rẻ hơn mình bán thì mình cam kết là mình sẽ tặng mọi người luôn, sẽ tặng mọi người luôn cả những cái bộ ống này luôn nhé. Nếu ai mua ở đâu trên Phú Vang với giá cho những cái ống sắc đẹp như thế này với giá mà thấp hơn mình thì mình tặng luôn cả bộ. Thì mình cung cấp cái loại cái loại mà bụng mực mọi người này. Cái này thì có giá 55.000 nha mọi người. Đây, chỉ cần lấy cái này đổ vào cái này là xài thôi. Muốn bền hơn thì mọi người có thể khi mọi người dùng một thời gian đứt sợi dây này thì mọi người có thể mua sợi dây khác thay vào. Thì nó xài cực kỳ chắc chắn luôn. Thì bên mình có thêm một số loại nữa, có loại 85.000. Thì mọi người thích loại nào dùng loại đó. Chuyên cung cấp nên là số lượng rất là nhiều nha mọi người. Mọi người thích bao nhiêu cái cũng có. Với giá cam kết là rẻ nhất trên thị trường. Kể cả mọi người đến ở những cái tiệm mình ở tại nơi mình ở cũng không có giá như mình bán trên mạng đâu nha mọi người. Mình xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo nhé.